xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình cầm cái mic như này nhìn nó hơi buồn cười đấy. Thì như đã hứa với anh em, mình đã lên nhà của Lộc Phụ Hồ, đã gặp Lộc và gặp anh em ở đây. Vì cũng không muốn lằng nhằng phức tạp cho nên là mình nói chuyện với Thủy một tí. Nói chung là đã nói chuyện mọi thứ xong rồi, hợp đồng thì Lộc đã đưa hợp đồng đây rồi. Đó, thì mình sẽ về làm việc với luật sư cụ thể xem như thế nào. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nói trên mạng nhiều nó sẽ không hay. Đó, còn anh em có ý kiến gì thì anh em cứ cho ý kiến ở dưới. Còn mình cũng nói với em Thủy, cháu Thủy ấy, là cũng không có đề cập gì đến anh chủ nhà. Mà mình sẽ nói ở trên cái góc độ là công việc của mình ở đây thôi. Xong là mình sẽ về mình làm việc cụ thể. Chứ mình cũng không muốn nói khi mà chưa có ý kiến của luật sư. Đó, mình phải làm việc với luật sư xem rồi mọi chuyện nó sẽ dễ hơn. Chúng ta nói nó có căn cứ hơn. Thủy có cái ý kiến gì không? Bây giờ thì cũng không biết nói gì nữa hết á, tại vì cũng cảm ơn chú đã tới giúp đỡ anh Lộc. Rồi thì hợp đồng thì anh Lộc cũng đưa cho chú để chú về để có cái bằng chứng hay là cái chứng thực gì đó để nói cho mọi người biết là để nói và giữ lời về sự thật là lên đây để giúp anh Lộc. Nếu mà gặp luật sư thì có cái gì thì giúp anh Lộc thực sự, chứ không phải là có cái gì đó. Mọi người cứ vào ủng hộ chú. Còn về chuyện chủ nhà với lại anh Lộc thì có lẽ là trong suốt thời gian qua thì mọi người cũng đã biết là sự tình như thế nào rồi. Còn đúng sai hay là ai đúng ai sai thì mọi người chỉ cần nhìn một khía cạnh là đã biết được ai đúng ai sai rồi. Nên là thầy cũng không có muốn đề cập nhiều về vấn đề đó. Còn bây giờ thì để luật sư vào làm việc cho. Bây giờ thầy cũng không có muốn nói nhiều để tranh cãi lên trên cộng đồng. Rồi có nhiều luồng ý kiến khác nhau nên là thầy cũng không biết nói sao. Mình nói tiếp tí. Vì hiện tại ở đây thì Nha Trang đang mưa rất là to. Cho nên là mình định live stream nhưng mà sợ live stream nó ồn ào quá cho nên mình sẽ quay về để mình up lên cho mọi người xem. Thì như hôm qua mình đã nói là luật sư thì mình quen rất là nhiều, có người bảo tôi là nổ, ông ấy nổ ghê quá, thì tôi không có nổ nha, mà luật sư thực ra tôi quen rất là nhiều. Thì chưa có hợp đồng thì tôi không muốn gọi cho các cái luật sư, mà tôi chỉ mới gọi cho một luật sư duy nhất, và lúc nãy cũng mới gửi cho một luật sư duy nhất về cái bản hợp đồng để luật sư xem. Còn lại thì mình sẽ làm việc với, nếu mà một luật sư mà giải quyết được thì thôi, không cần phải gọi cho luật sư khác. Còn nếu mà chưa giải quyết được thì có thể sẽ phải làm phiền đến các cái luật sư khác. Đấy, còn quan hệ với một số người khác thì mình nói ra đôi khi mọi người lại tưởng là mình nổ. Thực ra mọi người rất là hay tưởng mình nổ vì do là những cái gì mình làm được người ta chưa biết ấy, người ta cứ tưởng mình nổ. Thôi thì ai mà chưa biết thì cứ vào Google, hầu như tất cả các kênh truyền hình Việt Nam đã làm về mình ở trên đó. Nhưng mà do YouTube gắn bản quyền cho nên là mình xóa hết trên kênh của mình rồi, bây giờ có trên kênh của những người khác thôi. Đó, ví dụ như là Người Đương Thời hay là Bích Việt Nam của VTV4, Người Đương Thời VTV1 nhé, Chào Buổi Sáng của VTV1 hay là Chào Việt Nam của VTV4. Đấy, rồi Cậu Bé Mồ Côi, Thành Ông Chủ Tập Đoàn của VTC, nói chung là rất là nhiều. Thì chúng ta có thể gì đó thì nó có, còn trên kênh của tôi thì tôi xóa hết, tôi không muốn dính dáng gì đến bản quyền cho nên là các cái chương trình truyền hình làm về tôi là trên kênh của tôi không còn nữa, mặc dù số người xem rất là nhiều nhưng mà mình không muốn phiền phức. Đó, thì tiếp theo giúp đỡ như nào và giúp được đến đâu thì mọi người cứ chờ thì sẽ biết. Còn đây chỉ là, tôi vẫn cho rằng đây chỉ là một cái việc nhỏ thôi, vì trong cuộc đời mình còn rất nhiều việc phải làm, cuộc đời rất dài chứ không phải có mỗi cái chuyện này. Và mình thì mình có thể giúp được Lộc ở nhiều lĩnh vực, do mình cái hoàn cảnh giống như Lộc, đi lên từ một cậu bé mồ côi. Đó, cho nên là mình nghĩ là những cái kinh nghiệm và thành công của mình thì mình sẽ giúp được Lộc nhiều. Đấy, bé Thủy có nói thêm gì không? Giờ thì không biết nói gì nữa. Thủy nói là không biết nói gì, bởi vì thực ra là mình cũng không muốn đụng đến anh chủ nhà khi mà mình chưa làm việc với luật sư. Từ hôm trước giờ chúng ta thấy các video của tôi quay là tôi không có đề cập gì đến anh chủ nhà cả, không có nói tốt hay nói xấu gì hết. Tất cả vì mình là một người học luật, mình là một tổng giám đốc, mình lại là một võ sư, cho nên mình không muốn là phát ngôn bừa bãi, mà mọi cái phát ngôn của mình phải đúng và phải trên cơ sở pháp luật rồi tình người. Đó, thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo xem như thế nào, để tôi sẽ về tôi làm việc với các luật sư xong sẽ thông báo cho quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video và hãy nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ chúng tôi đang ở nhà Lộc Phụ Hồ để đi về. Thì hôm nay rất là vui là lên thì đã gặp được Lộc, rồi gặp được Thủy và gặp được mấy người em, mấy người cháu ấy. Thời tiết Nha Trang ngày hai hôm nay nó mưa, nhưng mà lúc nãy gặp thì thời tiết lại đẹp. Đấy, lúc gặp Lộc thì thời tiết đẹp. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Bây giờ thì kể cả mưa thì cũng đã nhỏ đi rồi. Nói chung là thời tiết thì mát mẻ, không có nóng như hôm qua. Còn là tối hôm qua thì mưa to. Lúc nãy mình có hỏi Lộc với Thủy là tại sao không gọi điện cho mình, thì cả hai người đều bảo gọi điện nhưng không được. Mình không hiểu là tại sao lại gọi không được, không biết là thế nào. Cái máy mà không hiểu kiểu gì mà lại gọi không được. Nghĩa là Lộc với Thủy về lúc tối cũng có gọi nhưng mà gọi không được. Không biết là có phải do buổi tối nhân viên mình tắt máy không. Bởi vì thường thường khoảng 8-9 giờ, 9 giờ ấy, chắc khoảng 9 giờ thì mới tắt máy. Sáng nay thì mình cũng không có liên lạc được. Mình chủ động mình lên nhà và lên vừa gần đến nhà thấy Lộc đi bộ trong nhà ra. Đấy, đây là mấy chú cháu đã ngồi nói chuyện và có quay một đoạn cùng với Thủy đó. Thế còn các cái vấn đề... cái này đi trên cầu hay dưới cầu đây ta? Còn các cái vấn đề khác liên quan đến hợp đồng thì mình đã cầm hợp đồng đây rồi. Cầm hợp đồng đây để về mình làm việc với luật sư xem cụ thể như thế nào. Đó, lúc nãy thì đã nói cái vấn đề này với chỗ bé Thủy có quay ngắn ngắn rồi, cho nên bây giờ không nói lại cái vấn đề hợp đồng nữa. Còn vấn đề giữa Lộc với cả anh chủ nhà thì cần phải giải quyết như thế nào cho nó êm đẹp. Bởi vì mình muốn là giải quyết làm sao cho nó êm đẹp cả hai người, khỏi mệt mỏi, cũng không hay ho gì để mà làm mọi việc cho nó căng thẳng ra. Như mình đã nói là ngay như cuộc đời mình thế, có rất nhiều cái học trò hay là nhân viên hay là giám đốc chẳng hạn, mình cũng có những hợp đồng ràng buộc rất là chặt chẽ với họ. Thế nhưng đến lúc họ muốn đi thì mình cũng để cho họ đi. Đấy, ví dụ như hợp đồng quy định là phải làm hết 3 tháng chẳng hạn. Thế nhưng họ làm được có mấy ngày họ nghỉ. Đó, hoặc là thử việc cũng vậy. Quy định 1 tháng chẳng hạn, họ làm được có mấy ngày họ nghỉ. Thì về nguyên tắc họ nghỉ thì họ phải mất cái tiền đấy thôi. Thế nhưng mà mình đều trả hết, không biết là có sót ai hay không, nhưng mà từ hầu hết là mình trả hết. Có người làm 1 ngày mình cũng trả. Có người cứ bảo em không lấy đâu, tôi cũng bảo cầm đi. Đấy, mình cũng không phải vì hợp đồng thì mình muốn là muốn tốt thôi, nhưng mà khi không tốt được nữa thôi, mình cũng không muốn là nặng nề cạn tàu ráo máng với họ gì. Cái điều đó là thật, những ai đã từng là nhân viên của tôi thì biết. Thế còn ví dụ như một vài cái giám đốc của tôi, bởi vì công ty vệ sĩ Võ Đường Ngọc nó nhiều tỉnh thành trong cả nước, thì một vài cái giám đốc của tôi không thể đóng dấu hợp đồng hết được, tôi cấp cho một vài con dấu nữa, 3-4 người được cấp con dấu. Chúng tôi có làm thêm các con dấu để cấp. Thì có một số giám đốc họ tự đóng dấu, tự kiếm tiền với khách hàng mà không gửi phần trăm về cho công ty. Đấy, trong khi đấy thì quy định là nếu làm như vậy thì họ sẽ bị phạt 100 triệu. Nhưng mà rồi thôi, mình cũng chỉ nhắc nhở thôi. Khi mà khách hàng họ gọi điện cho mình, họ nói rằng là họ cần hóa đơn, nhưng mà cái người giám đốc này là lấy tiền rồi nhưng không xuất hóa đơn cho họ. Đấy là những cái lỗi rất là nặng. Nhưng mà mình cũng buồn chứ, phải nói là buồn, nhưng mà vì tình người mình cũng thôi, mình cũng không có phạt làm gì những cái trường hợp đấy. Phạt thì mình phạt được thôi, nhưng được tiền thì mất tình. Mà mình thì mình thấy là cái tình người nó hơn cả đồng tiền. Đó là những cái chuyện này là có thật. Nhân viên mình hàng trăm, hàng mấy chục nghìn võ sinh, còn nhân viên thì hàng nghìn người biết những gì tôi nói là biết. Nhiều người biết. Ví dụ như câu chuyện này tôi nói ra là anh Hậu là hiện tại đang đảm nhiệm cái vị trí tổng giám đốc công ty vệ sĩ Võ Đường Ngọc Hòa là biết tôi đang nói ai. Anh Inh các thứ là biết, anh Đại
anh đại giám đốc nhân sự thứ là biết những cái chuyện tôi đang nói. Chúng tôi đang dừng đèn đỏ. Rồi ví dụ như là trong hợp đồng ấy, thì chúng tôi có cái điều khoản là không được lấy vệ sĩ, các chi nhánh không được lấy chi vệ sĩ của nhau. Thế nhưng mà trên thực tế thì cũng có những chi nhánh lại lấy vệ sĩ của tôi. Đó, lấy vệ sĩ của trụ sở cho đi làm chi nhánh. Tại sao lại không cho phép lấy? Bởi vì khi mà ví dụ như đang triển khai quân đây mà ông lấy quân đi chỗ khác chẳng hạn, thì mục tiêu này nó sẽ bị thiếu người và nó sẽ xảy ra những cái chuyện không hay. Đó, cũng như là tranh chấp về vấn đề nhân sự trong cùng một công ty. Thì điều đó là điều không cho phép, bởi vì ngoài công ty nó có thể mua chuộc được, nhưng mà trong công ty thì không cho phép chuyện đó xảy ra. Thế nhưng mà trên thực tế thì có một vài chi nhánh người ta vẫn làm như thế, làm bậy, nghĩa là làm sai. Thì thực ra mình rất là buồn, bởi vì làm là làm vì chung mọi người, chứ không phải mình làm mình kiếm tiền riêng cho mình, mà sự nghiệp là sự nghiệp chung cho tất cả mọi người. Nhưng nếu lúc đó mà mình phạt theo quy định là 100 triệu thì thừa sức phạt được ấy. Lý do là sao? Vì mình cầm tiền trong tay mà. Tiền các chi nhánh chuyển về tài khoản chính của công ty, sau đó chúng tôi mới rút ra và mới chuyển cho các chi nhánh. Cho nên nếu mà muốn xử là tôi xử hoàn toàn nằm trong tay của mình, không cần phải ra tòa án gì cả, vì hợp đồng nằm trong tay, tiền nằm trong tay của mình. Nhưng mà tôi chỉ nhắc nhở thôi, tôi không có phạt. Bởi vì tôi, như tôi nói, là tình người vẫn là trên hết. Những người có đạo đức người ta sẽ tự hiểu vấn đề, còn người không có đạo đức thì khó. Thế còn đấy, thì câu chuyện gợi ý như thế để tôi mong rằng cái việc của Lộc và anh chủ nhà giải quyết làm sao cho nó êm đẹp, giải quyết, cố gắng giải quyết thế nào cho nó đẹp nhất có thể, để khỏi phải mệt cả hai người, chứ đừng tưởng ra tòa mà hay. Tôi nói thật với các vị, tôi quen luật sư nhiều, tôi biết ra tòa mệt lắm. Thằng đúng cũng mệt mà thằng sai cũng mệt, chả có thằng nào là sung sướng cả. Đi hầu tòa mệt mỏi lắm. Chúng ta nhìn thấy cái vụ điển hình là vụ của Đặng Lê Nguyên Vũ ấy, chúng ta thấy mệt mỏi không? Mệt mỏi lắm. Suốt ngày đi hầu tòa, mệt lắm, không đơn giản đâu. Tâm lý căng thẳng kéo dài, mệt mỏi lắm. Cho nên là cố gắng, hai anh em. Đấy, nếu mà anh chủ nhà mà muốn nói chuyện với tôi sẵn sàng nói chuyện để làm sao để mà giải quyết một cách êm đẹp nhất có thể. Tôi không muốn là để cái chuyện này nó kéo dài, nó mệt. Tôi là người ngoài cuộc, tôi còn thấy mệt nữa, chả hiểu các vị nghĩ gì, các vị như nào. Tôi người ngoài cuộc mà tôi còn thấy mệt nữa. Tôi lo mấy hôm mà ngủ không được, đau cả bụng. Lên nhà Lộc của tôi phải vào toilet. Nói xin lỗi quý vị là như thế. Nó mệt, cho nên là đấy, cái anh chủ nhà, cái cậu chủ nhà đấy có xem được cái các cái video của tôi từ hôm trước đến hôm nay có 3-4 cái, nếu xem được hiểu thì liên lạc với tôi thì tốt. Tôi sẽ nói chuyện ở góc độ tình cảm và góc độ pháp luật để cho cậu hiểu, để trước khi mọi chuyện nó đi quá xa. Chúng ta phải làm sao để cái đời còn nhiều việc phải làm lắm, không phải ăn rồi mỗi cái việc này đâu. Cố gắng giải quyết cho nó êm đẹp, giải quyết sớm để còn làm việc khác. Rồi, chắc là như thế thôi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video tiếp theo. Tôi nói thêm tí là hôm nay tôi vẫn không có quay ở nhà Lộc, mặc dù lúc nãy Lộc có gợi ý quay, nhưng mà tôi cũng không có quay, có quay ngồi với em Thủy, bé Thủy thôi, chứ không có quay ngoài nhà vì giữ cái quyền riêng tư cho Lộc. Mình cũng không có hỏi Lộc quay bên ngoài được không, nhưng mà nói chung là mình cũng không muốn quay, kể cả trên đường đi vào, bởi vì nhiều khi người ta nhiều việc, người nọ người kia đến quấy nhiễu mệt lắm. Như tôi, chúng ta thấy trên YouTube của tôi, nhiều khi nhiều người hẹn gặp cà phê rồi mời đi ăn cơm, tôi cũng từ chối bởi vì không có thời gian, mệt lắm. Cho nên là hôm qua mấy người thắc mắc là tôi đã giải thích rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nhé. Xin chào tạm biệt quý vị.